Hello, buổi sáng thì cũng như mỗi ngày thôi. Hôm nay đi làm thì cũng xức một lớp kem phay, rồi sau đó thì chúng ta lót một lớp chống nắng ở bên trong và xức một lớp. Đây là lớp chống nắng rồi, bây giờ là xức một lớp kem phay nữa thì Tuyền có thể đi làm vô tư, không có cần xài phấn chi cho nó cực nào. Da mình sẽ đẹp hơn. Đặc biệt là nó rất là mịn và nó rất là bóng da. Các bạn thấy Tuyền đâu có cần thoa nhiều đúng không? Ten ten ten. Bóng đẹp. Thích xài kem phay này vô cùng luôn nha. Xài lên là nó hút liền vô da luôn và nó bóng da kinh khủng luôn. Thấm hút cực nhanh luôn nha. Có 630.000 thôi mà mình được một cái là xài da như make up, đẹp hơn make up nữa mà bóng da nữa. Xài mấy tháng mới hết.